Nhìn chết bóng cá ấy. Dạ. Vô đi cô. Hiền ra ra nói chuyện với khách vô cái Hiền. Trời ơi. Kê vô ngồi chờ xíu ghế nè. Biết nào bên kia nữa. Chặt đi qua bên kia, thu nhỏ lại, có đi qua có phóng to lại mà nha. Thu nhỏ vừa vừa lại để cho Thái xem nào. Anh quay đủ nó cho anh. Đủ bên kia mà. Bên kia đủ. À, ok.
anh chùi cái cũ của cổ chưa anh? Chùi ra hả? Nói chị Hồng ở Xuân quay lại bãi bảo hành ngay. À, rồi chị cảm ơn mấy ngay. Mà đen quá. Ừ. Trời, cô này hồi xưa chắc mụn ghê lắm mày, mụn cái da ghê lắm mày. Mm-hmm.